Chào mừng mọi người đã đến với Cốc 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 Vườn Ươm Mở Ra. Đây sẽ là nơi những câu chuyện được hé lộ, nơi các tâm sự được giải bày. Và mình là Phương An, sẽ là người đồng hành cùng bạn trong số phát sóng đầu tiên với chủ đề Nhìn lại một năm qua. Có phải rằng cứ mỗi một năm qua đi là chúng ta lại ngồi xuống dành đôi phút để suy ngẫm về những gì mình đã làm trong quá khứ? Và năm nay cũng không ngoại lệ, dù cách nhau một cái màn hình nhỏ, nhưng nó sẽ không còn là trở ngại nếu ta có chung những suy nghĩ, cũng có những bâng khuâng rối bời vì nhìn thấy bản thân lại lớn thêm một tuổi nè, lại ế thêm một năm nữa nè, rồi gặp vô vàn là những cái khó khăn thử thách trong cái mùa Covid này nữa. Nhiều cái để chúng ta suy ngẫm khi nhìn lại một năm qua lắm. Thực sự thì một năm qua có thể nói là một năm đầy thách thức và khó khăn đối với tất cả mọi người, và ngay cả bản thân mình cũng vậy. Một năm nay chúng ta đã phải đối mặt với vô số những cái lần đầu tiên, là lần đầu tiên mà Việt Nam đóng cửa lâu đến như vậy, là những lần y bác sĩ, quân đội, rồi còn có cả những thanh niên tình nguyện tấp nập lên đường vào miền Nam hỗ trợ chống dịch. Chắc chắn ai trong chúng ta cũng đã từng thấy những đôi mắt ướt nhòa khi không thể gặp mặt cha mẹ lần cuối, rồi những hình ảnh đau nhói khi đứa con thơ khóc ngằn ngặt đòi sữa mẹ và lo lắng đến nao lòng cho sức khỏe của người thân mà chẳng thể ở bên chăm sóc. Tất cả những nỗi niềm ấy được những người chiến sĩ áo trắng, những người lính cụ hồ của nhân dân gói ghém và giấu kín trong tim để tiếp tục kiên cường đứng vững trong cuộc chiến chống Covid chưa biết ngày nào kết thúc. Cho nên là đôi khi mình tự hỏi, họ đã phải chiến đấu bao lâu rồi, đã hy sinh bao nhiêu rồi, những con người đó họ lấy đâu ra sức mạnh phi thường và kiên cường đến như vậy. Một năm qua, họ vẫn tiếp tục với sứ mệnh bảo vệ mọi người mà đôi khi quên luôn cả bản thân. Cho nên là cứ mỗi lần đọc một bài báo hay là nghe các tin tức về những anh hùng nơi tuyến đầu chống dịch thì lại mong làm sao đó cho thời gian nó trôi qua thật là mau để Sài Gòn còn khỏe lại như xưa. Không chỉ dừng lại ở đó thôi đâu, mà bản thân mình cũng như là một số các bạn học sinh sinh viên khác đều gặp phải hàng loạt các vấn đề khi mà học trực tuyến. Nhớ tới cái khoảng thời gian đầu học online á, đó giờ được thầy cô nhắc nhở quen rồi, cái giờ bị bỏ ra, phải tự học, phải tự tìm tòi các thứ, ui nó khó lắm. Rồi cũng chẳng được gặp mặt trực tiếp thầy cô hay là bạn bè, điều này còn làm mình cảm thấy khó khăn trong việc giao tiếp nữa. Kiểu đó giờ đi học, được gặp mặt tụi bạn là nhà vua ê bay, rồi kể hàng loạt câu chuyện từ đông sang tây, từ nam ra bắc, cái giờ không được gặp mặt tụi nó cũng thấy thiếu thiếu. Rồi cái khoảng thời gian vừa rồi nữa, hai K3 phải trải qua một cái giai đoạn có thể nói là bước chuyển của cuộc đời khi mà phải đối mặt với lại kỳ thi đại học. Nhớ khi đó có vô số những cái ý kiến trái chiều, nào là hoãn thi nè, rồi có người thì muốn thi luôn hay là xét học bạ các kiểu nữa. Rồi còn chưa kể đến những sinh viên bị kẹt lại trên đất Sài Gòn vào lúc dịch bệnh đang tăng cao. Vô số những cái khó khăn ập tới cùng một lúc làm cho họ không thể về quê, phải xa gia đình, rồi cũng đâu có tiền bạc đâu mà xoay sở chi tiêu sinh hoạt, thiếu thốn hàng loạt thứ, muốn về với gia đình cũng không được. Mà nếu cứ tiếp tục ở lại trên thành phố thì tiền đâu mà lo liệu ăn uống các kiểu. Vô vàn những khó khăn ập tới với chúng ta trong năm nay. Nhưng mà khoảng thời gian đầu rồi cũng sẽ qua đi thôi. Giờ đây chúng ta cũng phải tập quen dần, rồi thích ứng dần với những cái thay đổi mới này. Lúc đầu thì còn than lên than xuống cái vụ tự học, rồi cái vụ học online. Nhưng mà cuối cùng thì cũng phải chấp nhận thôi, rồi cố gắng siêng lên một chút để tạo thói quen cũng như là tập cái tinh thần tự học cho bản thân. Và mọi người có thấy không, đây là lần đầu tiên mà trường học thực sự như nhà vậy. Thích ngồi học ở đâu cũng được, mặc gì cũng được, rồi còn được thỏa sức ăn uống trong khi ở trường thì phải lén la lén lút ăn vụng. Mà nói nhỏ cho nghe, ăn vụng vui thiệt á, như kiểu tăng thêm sự kịch tính cho tiết học vậy đó. Rồi còn nữa nha, mùa giãn cách này ở nhà không có nhàm chán như mình thường nghĩ đâu, bởi vì vẫn được lũ bạn cung cấp đầy đủ các thông tin nóng hỏi một cách đều đặn 24/24, nhất là khi bạn đã lên giường chuẩn bị đi ngủ rồi, bỗng nhiên con bạn nó nhắn ê mày, rồi kèm theo đó là hàng chục cái tin nhắn, đoạn chụp màn hình, là bạn hiểu đã tới công chuyện rồi đó. Và hôm đó sẽ là đêm không ngủ của hai đứa, bởi vì hóng hốt là hành động đã ăn sâu vào trong máu rồi. Dịch thì dịch, nhưng mà những người trẻ như chúng ta vẫn có khả năng hóng hớt tin tức đó thôi, thậm chí là còn nhiều hơn trước nữa. Bởi vì chúng ta luôn biết cách tận dụng tối đa sự tiện lợi của mạng xã hội, dùng nó để trao đổi học tập, rồi tâm sự tuổi hồng cũng có nữa. Chúng ta chỉ thay đổi con đường thường ngày đang đi thành một con đường mới thôi. Và ta có vô số những cái lựa chọn, chỉ là ta có muốn chọn nó hay không. Vì thật ra, dịch bệnh cũng đâu có hạn chế chúng ta nhiều như chúng ta hay nghĩ. Mình đã từng đọc ở đâu một câu hỏi như thế này: tại sao cứ mỗi một năm trôi qua là chúng ta luôn cảm thấy bản thân không làm được gì, luôn cảm thấy mình chưa đủ tốt, chưa hoàn thành trọn vẹn những mục tiêu trong năm qua? Mình nghĩ có thể đây là vấn đề chung của tất cả mọi người, và ngay cả bản thân mình cũng vậy.
Một năm qua, chúng ta luôn nhìn vào những mục tiêu để đặt ra, luôn nhìn vào người khác mà quên đi hoàn cảnh, cũng như là tình hình hiện tại của xã hội bắt buộc ta phải thay đổi. Có những dự định được ta trau chuốt và đưa ra mục tiêu hoàn thành trong năm, bởi vì đại dịch mà không thể thực hiện được. Rồi cũng có những kế hoạch ta sắp đặt sẵn, cũng vì đại dịch mà hướng ta sang một con đường khác. Hay là thử nghĩ vậy nha, dù không được đến trường cùng bạn bè, nhưng chúng ta được gặp nhau qua những màn hình nhỏ nè. Dù không được đi ăn uống thả ga với lũ bạn, nhưng chúng ta học được cách làm các món ăn vặt trong thời gian thảnh thơi rảnh rỗi khi lướt các trang mạng xã hội. Mọi người có còn nhớ cái trào lưu mà làm các món ăn từ cơm nguội các kiểu không? Rồi dù không được dự buổi khai giảng trên sân trường, nhưng chúng ta vẫn có những buổi khai giảng trực tuyến. Chúng ta vẫn được tám chuyện với lũ bạn xuyên đêm suốt sáng. Chúng ta vẫn được tham dự những sự kiện workshop trực tuyến. Rồi chúng ta vẫn có thể hóng hớt các tin tức đều đặn từ thứ hai cho đến chủ nhật. Và đó là những gì mình thấy được sau một năm ở nhà vì dịch bệnh. Chúng ta đã làm được rất là nhiều thứ đó chứ. Cho nên là mọi người đừng có quá nghiêm khắc với bản thân, mà hãy đón nhận những thay đổi và xem nó là cái kết quả mà bạn đạt được trong năm qua. Có phải rằng chúng ta đã chấp nhận đổi thay, bình thường hóa cuộc sống và còn biến những điều tưởng chừng không thể, khó khăn thành có thể đó chứ. Mình đã từng đọc ở đâu một câu nói như thế này: tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ nội lực chứ không phải ngoại lực. Cho nên cái cách mà chúng ta đón nhận những thách thức và khó khăn ấy, nó sẽ quyết định cái kết quả mà nó mang lại. Nó sẽ tự động trở nên khó khăn khi chúng ta nghĩ nó khó khăn, và cũng sẽ tự động trở nên dễ dàng khi chúng ta nghĩ nó dễ dàng. Mọi người cứ tin vào điều đó đi, chắc chắn sẽ có hiệu quả vô cùng. Giống như cái việc mà khi bạn đang phải đối mặt với những khó khăn trong cái mùa dịch này vậy đó, hãy cứ tin rằng bạn sẽ làm được, bạn sẽ vượt qua được. Bên cạnh cái việc tin thì phải hành động, nhớ nha, phải hành động thì chắc chắn những cái kết quả tốt đẹp đang nằm ở phía trước đợi bạn. Hay chẳng hạn như trong nhà giả kim cũng có một câu như thế này: khi bạn muốn một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lại để giúp bạn đạt được nó. Cho nên thì sau những trải nghiệm và thách thức của một năm qua, hãy càng mạnh mẽ hơn nữa để chứng minh rằng không có điều gì là không thể đối với bạn cả. Mình đã từng nghĩ bản thân đã gặp phải rất là nhiều khó khăn, và mình nghĩ cái kỳ thi đại học vừa rồi là cái khó khăn nhất mà bản thân gặp phải. Nhưng mà lại có một người là mình thay đổi suy nghĩ. Họ nói với mình như thế này nè: chả có cái gì là khó khăn nhất ở đây cả. Bởi vì khi chúng ta càng lớn lên, chúng ta sẽ càng gặp nhiều khó khăn và thách thức hơn nữa. Giống như cái việc mà những ngày đầu còn tập viết, tập đọc á, em sẽ cảm thấy sao mà nó khó quá. Nhưng mà khi đến những năm cấp 2, em lại muốn quay trở lại các năm tiểu học. Và khi lớn hơn một xíu nữa, khi biết thế nào là hình học không gian, em lại nói rằng cấp 2 sao mà dễ quá. Cho nên là những cái khó khăn và thách thức của hiện tại, nó chỉ nằm ở trước mắt thôi. Khi bạn đã vượt qua được nó, thì sẽ không còn khó khăn nào gọi là nhất nữa. Thôi thì vậy nè, hãy cùng nhìn lại những mục tiêu đã đặt ra trong năm qua. Bạn có hài lòng với nó hay không? Nếu có thì hãy tiếp tục đầu tư và phát huy cho những mục tiêu tiếp theo. Còn nếu chưa thì cũng đừng nản lòng, mà hãy xem nó là bàn đạp tiếp nối cho năm 2022. Hãy cứ nỗ lực và nhìn về phía trước. Hãy cứ lấy nó làm kinh nghiệm sống cho bản thân. Bởi tương lai còn dài lắm, bạn sẽ không biết được là giới hạn của bản thân ở đâu đâu. Việc nhìn lại năm cũ là để giúp bạn biết vị trí mà bản thân đang đứng, từ đó phấn đấu thêm cho năm sau. Theo mình nghĩ, chúng ta ai mà chẳng muốn được sống hết mình, làm hết mình và chơi cũng hết mình, đúng không? Do đó một năm cũng đã qua, chứng tỏ rằng bạn đã có thêm nhiều những kinh nghiệm, cũng chứng tỏ rằng bạn đã già thêm một tuổi nữa rồi đó. Quá khứ sẽ cho ta vô vàn những trải nghiệm, và từ những trải nghiệm đó mà ta biết bản thân của hiện tại nên tiếp tục làm gì. Cũng có một người chị đã từng nói với mình như thế này nè: hãy xem những cái khó khăn và thách thức em đang phải trải qua như những bài kiểm tra vậy. Đừng bao giờ than giáo viên rằng sao mà thầy cô cho mình bài kiểm tra khó quá. Mà hãy nghĩ theo hướng tích cực. Hãy nghĩ như thế này: thầy cô cho mình bài kiểm tra khó thì có nghĩa mình là học sinh giỏi, mình có khả năng làm được nó, vượt qua nó và còn hơn thế nữa. Cho nên quan trọng là cái cách mà bạn nhìn nhận và đón nhận vấn đề nó như thế nào thôi. Hãy cùng đón chào năm mới, đón chào những mục tiêu mới, cùng truyền tải những nguồn năng lượng tích cực nhé. Bởi những điều tốt đẹp vẫn còn đang đợi bạn ở phía trước. Hãy cùng chào đón một năm 2022 với những điều mới, những thách thức mới và những thay đổi mới. Năm qua tôi đã làm gì cho người sinh ra tôi? Năm qua tôi đã làm gì cho người yêu thương mình? Năm qua tôi đã làm gì cho người nâng đỡ tôi? Và năm qua tôi đã làm gì cho những mối quen thân tình?
giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trải qua buồn vui thế nào, có giận hơn có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, chưa thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi, đón chào năm mới. Năm qua tôi có được gì sau những lần sống chơi? Năm qua tôi có được gì sau những bước chân rơi bời? Năm qua tôi có được gì sau những lần chia tay? Và năm qua tôi có được gì sau những phút giây quay lại? Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trải qua buồn vui thế nào, có giận hơn có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi, đón chào năm mới. Được gì sau những lần sống chơi? Năm qua tôi có được gì sau những bước chân rơi bời? Năm qua tôi có được gì sau những lần chia tay? Và năm qua tôi có được gì sau những phút giây quay lại? Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trải qua buồn vui thế nào, có giận hơn có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi, đón chào năm mới. Vậy là hết một năm, bao buồn bề vừa trải qua, nhìn xem thế nào, có giận hơn có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi, đón chào năm mới. Giờ tôi khép lại thêm một năm nữa đã trôi, xin chào năm mới. Năm nay tôi sẽ làm gì cho người sinh ra tôi? Năm nay tôi sẽ làm gì cho người yêu thương mình? Năm nay tôi sẽ làm gì cho người nâng đỡ tôi? Và năm nay tôi sẽ làm gì cho những mối quen thân tình?